đón Tết hốt hết lộc trời, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, hưởng lộc trời ban, trúng số liên tiếp, đổi đời cực giàu có, đón Tết 2024 âm lịch giàu sang phú quý. Sinh thời hiếu nghĩa mẹ cha, vinh hoa phú quý tiền tài bao la, bốn mùa phất lộc vượng gia, không lo thất bát an khang rạng ngời, lộc sinh phúc lộc tuyệt vời, ấm no hạnh phúc muôn đời thịnh hưng. Hoan hỉ chào đón quý cô bác tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, đã đến và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Bính Ngọ sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Bính Ngọ hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Bính Ngọ phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng cô bác tuổi Bính Ngọ đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Bính Ngọ không được dễ dàng là mấy. Bính Ngọ thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Bính Ngọ hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Bính Ngọ những điều bất như ý cô bác nhé. Vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ, bản mệnh Bính Ngọ hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Bính Ngọ đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời, bởi vì dù muốn hay không muốn, nó vẫn xảy đến với cuộc đời Bính Ngọ, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác Bính Ngọ nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui. Trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10, nếu tâm của Bính Ngọ thay đổi thì thái độ của Bính Ngọ cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Bính Ngọ sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Bính Ngọ chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Cô bác Bính Ngọ thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Bính Ngọ có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang chứng chín sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời giúp người cô bác nhé. Và ngay bây giờ không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời cô bác anh chị cùng theo dõi. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, thuộc mệnh Thủy, trong hệ thống ngũ hành, Ngọ thường tượng trưng cho hỏa, nhưng nạp âm của nó lại là Thủy, có thể hiểu đơn giản là từ ngũ hành hỏa, sinh ra Thủy, giống như mưa rơi xuống từ trên trời, nên năm này gọi là Thiên Hà Thủy. Thiên Hà Thủy thể hiện sức mạnh của mưa, mưa là nguồn năng lượng sống đem đến cho thiên nhiên sự tươi tốt, làm cho cây cối sinh sôi, đồng thời cũng nuôi dưỡng đất đai. Tuy nhiên, mưa không chỉ là những giọt nước nhỏ, mà còn có thể là cơn mưa dông, mưa bão, hay mưa vào mùa xuân và mùa hạ, không phải mọi loại mưa đều có lợi. Con người mệnh Thủy thường có xu hướng làm việc trong xã hội và hướng về tôn giáo. Đối với người mệnh Thủy, nếu sống như người bình thường thì sẽ tốt, nhưng nếu có quyền lực, chức vụ cao, thì cần cẩn trọng vì có thể gây hại cho người khác. Do tính chất có nhiều yếu tố xung khắc, người mệnh Thiên Hà Thủy khó có thể đạt thành công lớn trong kinh doanh hay chính trị. Người sinh năm Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý kính trọng, họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt nhất. Tuổi Ngọ cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ, bởi vậy cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình, tuổi Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác. Nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú. Khi công việc ấy khiến tuổi Ngọ cảm thấy nhàm chán, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi tuổi Ngọ bỏ lỡ đi những cơ hội vận may cho chính mình. Nhưng dù sao đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi Ngọ. Họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Tuổi Ngọ không giỏi kiềm chế, che giấu cảm xúc của mình,
Bên ngoài họ thể hiện như thế nào thì tâm trạng của họ sẽ đúng là như thế, đó là biểu hiện của sự thật thà, thẳng thắn. Nhưng trong một số trường hợp, tuổi Ngọ lại khiến người khác tổn thương bởi sự thẳng thắn của mình. Họ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Họ có nhiều ưu điểm đáng để người khác học tập, nhưng tuổi Ngọ cũng có nhiều nhược điểm, thiếu sót cần khắc phục. Người này hay nóng nảy, vội vàng, thiếu kiên nhẫn và hiếm khi chịu lắng nghe ai. Họ dường như chỉ quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cá nhân, mà không hòa đồng vào tập thể. Một công việc hôm nay có thể khiến tuổi Ngọ vô cùng thích thú, hào hứng, nhưng ngày mai sẽ khiến cho họ nhàm chán, buông xuôi. Tuổi Ngọ cảm thấy khó khăn để từ chối lời mời, lời đề nghị của người khác, dù họ không có hứng thú với việc đó. Đôi khi sự mập mờ ấy đã đẩy họ vào những khó khăn, rắc rối hết lần này tới lần khác. Nếu không muốn chuốc lấy phiền phức, thì tuổi Ngọ nên điều chỉnh hành vi của mình, học cách từ chối trong một số trường hợp. Thời còn trẻ, tuổi Ngọ thích đi du lịch ở khắp mọi nơi để khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ. Họ ít dành thời gian cho gia đình mình bởi sự hấp dẫn thú vị của cuộc sống bên ngoài. Bởi vậy, họ sớm trưởng thành và tự lập hơn, biết tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Tính cách của người này có phần hoang dã, yêu thiên nhiên và thích hưởng thụ cuộc sống tự do cùng những người bạn của mình. Khi trưởng thành, tuổi Ngọ có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng. Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan, thử thách, ý chí của tuổi Ngọ vẫn không bị mai một. Ngược lại, họ càng quyết tâm cố gắng, phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn. Tuổi Ngọ thích những nơi đông người và luôn có mặt trong những buổi sự kiện quan trọng. Họ rất tự tin và cởi mở. Đó là lý do tại sao tuổi Ngọ có nhiều mối quan hệ rộng rãi. Trước đám đông, họ thu hút được sự chú ý của mọi người bởi tài năng giao tiếp khéo léo và phong cách thời trang độc đáo của mình. Tuổi Ngọ biết cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Họ không bao giờ làm việc quá sức để ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Người này thường xuyên tham gia những hoạt động thể thao để rèn luyện cho mình sự nhanh nhẹn và khỏe mạnh về thể chất. Những người này đa số có vẻ bề ngoài rất lịch lãm, hào hoa và thu hút người khác. Họ biết phát huy những điểm mạnh của mình để tạo ấn tượng cho đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuổi Ngọ năng động, nhiệt tình trong công việc. Nhưng bản tính đứng núi này trong núi nọ khiến cho người này dễ có những thay đổi về công việc. Đứng trước khó khăn, thử thách, họ rất ung dung, tự tin, không hề sợ hãi. Tuy nhiên người này lại hành động thiếu kiên nhẫn và cẩn thận. Bởi vậy dù có phát hiện ra mấu chốt của vấn đề, nhưng tuổi Ngọ lại đánh mất nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Họ thẳng thắn trong việc phán xét, chê bai lỗi lầm của người khác, nhưng lại không nhận ra chính bản thân mình cũng đang mắc sai lầm. Họ luôn yêu cầu người khác phải tuân thủ mệnh lệnh của mình, nhưng lại không cho phép bản thân mình nghe theo bất kỳ ai. Đó là một trong những nhược điểm lớn nhất của tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ là những người có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp, kết bạn với nhiều người và luôn muốn nổi bật trước đám đông. Họ giỏi trong việc thuyết phục người khác đồng tình với quan điểm của mình. Họ ghét những người đa mưu nhiều kế, thậm chí tìm cách tránh xa những con người đó. Khi gặp phải những khó khăn trong công việc, tuổi Ngọ dễ chán nản và tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Không phải vì họ không có khả năng giải quyết khó khăn, mà là vì đã có những thứ mới mẻ, thú vị khác hấp dẫn họ. Tuổi Ngọ dành cả đời để theo đuổi cuộc sống tự do, thoải mái. Bởi vậy chinh phục được trái tim của họ không phải là điều dễ dàng. Bạn cần phải tạo ra những điều mới mẻ độc đáo thì mới có thể thu hút sự chú ý của tuổi Ngọ. Tuy nhiên, tuổi Ngọ thường có tính cả thèm chóng chán. Có thể hôm nay những điều mới lạ ấy khiến họ hứng thú, nhưng ngày mai điều đó sẽ không còn khiến họ tò mò. Sự thay đổi nhanh như chớp mắt ấy khiến tuổi Ngọ hiếm khi được mọi người tin tưởng. Khi làm việc, tuổi Ngọ nhiệt tình và lao động hết năng suất của mình. Bởi vậy họ có thể đảm nhận khối lượng công việc gấp nhiều lần người khác. Và tất nhiên tuổi Ngọ cũng mất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. Người này sẽ không thể chịu đựng được nếu như phải làm một công việc cố định, nhàm chán hay đứng yên ở một vị trí nào đó trong thời gian lâu. Họ thích những công việc năng động, tự do thoải mái, được đi lại và đặc biệt là có thể phát huy được khả năng giao tiếp của họ. Tuổi Ngọ có thể thích hợp với những công việc của một nhà đầu tư kinh doanh bất động sản, thư ký, phóng viên, nhiếp ảnh. Những nghề đó sẽ giúp họ phát huy tối đa tài năng đam mê và sở thích của mình. Nếu như trở thành chủ kinh doanh, tuổi Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn, tư duy logic và con mắt nhìn xa trông rộng, giúp họ có những đánh giá chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó phát triển những mặt hàng đem lại lợi ích cho mình và mọi người xung quanh. Với lòng tốt bụng và sự nhiệt tình của mình, tuổi Ngọ sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Họ giỏi trong việc sắp xếp kế hoạch và tháo gỡ rắc rối cho người khác.
Bởi vậy bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi nhận được những lời khuyên từ tuổi Ngọ. Những người này giỏi kiếm tiền và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mỗi khi khó khăn, họ lại có quý nhân phù trợ giúp đỡ. Bởi vậy những người này không bao giờ gặp phải thiếu thốn. Họ khéo léo tạo dựng cho mình nhiều mối quan hệ làm ăn, bạn bè trong mọi lĩnh vực. Điều đó giúp cho tuổi Ngọ học hỏi được nhiều kinh nghiệm mới cho bản thân mình. Đừng vòng vo hay cố nói dối tuổi Ngọ. Họ sẽ nhanh chóng phát hiện và vạch trần sự thật. Nếu muốn thu hút sự chú ý của người này, bạn chỉ cần kể những câu chuyện hấp dẫn một cách ngắn gọn, biểu cảm để kích thích sự tò mò của họ. Dù gặp vô vàn những khó khăn trước mắt, nhưng tuổi Ngọ vẫn luôn vui vẻ, thoải mái, lạc quan và yêu đời. Họ tự hưởng thụ cuộc sống của chính mình. Như thể hôm nay không làm, ngày mai cơ hội vẫn còn đó. Không việc gì phải vội vàng, họ không thích hợp với sự lâu dài. Làm gì cũng chỉ hứng thú trong thời gian ngắn. Đó là lý do tại sao lúc bắt đầu công việc, tuổi Ngọ nhiệt tình và đạt được hiệu quả cao. Nhưng càng về sau tiến độ công việc càng chậm chạp, y ạch tới mức khiến người khác khó chịu. Ít ai có thể hiểu được những suy nghĩ phức tạp của tuổi Ngọ. Dù anh ta có cố gắng giải bày những kế hoạch, dự định sắp tới của mình thì cũng hiếm người chú ý lắng nghe, bởi bản tính dễ thay đổi mà tuổi Ngọ không có bất kỳ thói quen nào lâu dài. Đặc biệt là trong ăn uống, họ ăn, ngủ nghỉ, đều không có khoa học và giờ giấc chính xác. Điều đó khiến tuổi Ngọ mắc phải nhiều căn bệnh về đường tiêu hóa. Phụ nữ tuổi Ngọ năng động, tài giỏi và rất đảm đang. Họ có thể vừa làm tốt vai trò của một người phụ nữ nội trợ, vừa tham gia xây dựng kinh tế gia đình, là cánh tay phải đắc lực cho công việc của chồng. Còn đàn ông tuổi Ngọ khi kết hôn hết mực chăm lo cho vợ con, xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng thủy chung yêu thương nhau. Cô bác tuổi Bính Ngọ thân mến, năm 2023 đang dần khép lại, với bao nhiêu nuối tiếc và hy vọng, thành công có nhưng thất bại cũng nhiều. Một số cô bác do phước đức từ kiếp trước đọng lại, có thể giờ này đã được thảnh thơi, không phải quá lao tâm khổ tứ vì chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng ở đâu đó ngoài kia trên thế giới này, vẫn còn rất nhiều cô bác đang phải cày cuốc, vất vả mưu sinh kiếm sống từng đồng, chỉ mong bản thân và gia đình thân yêu của mình có thể đón một cái Tết 2024 sum vầy bên nhau, không mong mâm cao cỗ đầy. Chỉ mong gia đình mình được bụng no thân ấm là mãn nguyện rồi. Thời gian của Bính Ngọ không còn nhiều nữa, chỉ còn vỏn vẹn vài chục ngày nữa để Bính Ngọ nỗ lực bứt phá vươn lên. Quý cô bác Bính Ngọ thân mến, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi học thì khoảng thời gian từ giờ đến Tết 2024 có cả hung lẫn cát. Nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào việc cô bác tận dụng những lời dự ngôn luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào. Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Bính Ngọ cũng có thể biết trước được thiên cơ. Để xoay chuyển càn khôn, có thể sau khi xem xong video này, chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau nữa. Nhưng Minh Đường Tử Vi vẫn nguyện cầu cho cô bác luôn giữ cho mình một tinh thần minh mẫn, một cơ thể khỏe mạnh, để đương đầu với những thử thách trên dòng đời đầy khắc nghiệt ngoài kia. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác nhé. Tiếp theo, sau đây là tổng quan tử vi tuổi Bính Ngọ 1966 trong năm 2024 âm lịch. Trong năm 2024 này, cô bác tuổi Bính Ngọ hầu hết đã ở độ tuổi nghỉ hưu, một số ít đang giữ những trọng trách trong tổ chức, cơ quan. Với sự giúp đỡ của mọi người cùng bề dày kinh nghiệm bản thân, tuổi Bính Ngọ sẽ đạt được một số thành công, củng cố sự nghiệp thêm phần vững chắc. Vận trình tử vi tuổi Bính Ngọ trong năm Giáp Thìn mang tính chất cải thiện, có nhiều thay đổi tích cực, là người có chiều sâu kinh nghiệm, tài lãnh đạo. Nhưng thời gian này tuổi đã xế chiều, mệnh chủ tốt nhất nên giữ tâm thế thảnh thơi, tránh lao động quá mức. 1. Sao chiếu mệnh. Năm 2024 nam mạng tuổi Bính Ngọ có sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao này là đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn, mang đến vượng khí may mắn, gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Nếu là người làm ăn ngay thẳng, chính trực thì sẽ gia tăng vị thế, nam tuổi có thêm sức khỏe tốt, năng lượng tích cực, cuộc sống gặp được nhiều niềm vui hoan hỷ. Đối với nữ mạng, năm 2024 nữ mạng tuổi Bính Ngọ gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sau này chủ về công danh sự nghiệp, nữ tuổi Bính Ngọ đa số đã về hưu, gác lại công việc ngoài xã hội thì sẽ có cuộc sống bình an. Đối với những người vẫn đang công tác, lao động thì nên chú ý cẩn thận và giữ vững uy tín của bản thân. Cổ nhân xưa có câu, họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ ẩn của họa. Bởi vậy lúc nào cũng phải bình tĩnh suy xét, khi hành sự mà biết giữ hài hòa với mọi người, mọi việc thì sẽ không làm tổn hại đến mình cũng như người khác. Chỉ cần biết gia tăng phúc báu, mệnh chủ sẽ giải trừ được những tai họa đến với mình. 2. Vận hạn. Trong năm 2024 âm lịch cả nam và nữ mạng, tuổi Bính Ngọ gặp hạn thiên la, vận hạn này chủ về mâu thuẫn, sức khỏe,
Do đó bản mệnh nên tu tâm dưỡng tính, lấy hòa khí làm gốc, đối xử với mọi người dĩ hòa vi quý. Khi đã giữ tâm tính bình thản, sáng suốt thì sức khỏe của mệnh chủ cũng được cải thiện, tuổi thọ gia tăng, người cao niên trong gia đình sống khỏe mạnh, hạnh phúc, vui vẻ với con cháu thì gia đạo được êm ấm, hài hòa, tránh thị phi mâu thuẫn. 3. Vận niên. Vận niên của nam và nữ mạng tuổi Bính Ngọ trong năm 2024 là Thố Lộng Nguyệt, mang ý nghĩa mèo chơi trăng. Gặp vận niên này, mệnh chủ sẽ đón được nhiều tin vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Với đức tính chăm chỉ, cố gắng không ngừng nghỉ, từ thời trẻ đến trung niên, về giai đoạn này nam mạng Bính Ngọ đã được hưởng quả ngọt. Cuộc sống thư giãn và tươi đẹp hơn, gia đình thêm người, thêm của, con cái đạt được nhiều thành tựu khiến mệnh chủ vui lòng. Tiếp theo sau đây là vận trình tổng quan tử vi Tết 2024 của cô bác tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Theo dõi vận trình tử vi 12 con giáp theo lịch âm nhận thấy, Tết 2024 có thể coi là khoảng thời gian khá tốt lành đối với người tuổi Bính Ngọ. Với tinh thần lạc quan, hăng hái, bạn sẵn sàng bắt tay vào những công việc mà mình đã lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, để có thể gặt hái được thành công như ý muốn, thì bạn cần phải biết nhìn thẳng vào thực tế, đồng thời kiên trì, quyết tâm thực hiện mọi việc đến cùng. Tam hợp cho thấy, phương diện sự nghiệp của người tuổi này tiến triển tương đối thuận lợi, dù bạn là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt, cốt là bạn chịu bỏ công, bỏ sức ra làm việc, ôn tập. Hơn nữa, thời điểm này các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng sẽ đem lại cho bạn nhiều sự trợ giúp đáng kể. Điều con giáp này cần phải chú ý chính là thay đổi bản tính, cả thèm chóng chán của mình, tránh hăng hái lúc đầu, rồi lại bỏ dở giữa chừng. Trên phương diện tài lộc, người làm đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn của mình. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, bạn cũng đừng ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mình còn chưa hiểu rõ, có thể bạn sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp với khả năng của bản thân. Song dù có đồng tiền dư giả, bạn cũng cần chi tiêu tiết kiệm hơn, tránh đốt tiền vào những thú vui không lành mạnh. Chuyện tình cảm tiến triển tích cực, nhờ có ngũ hành tương sinh giúp sức, người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, bạn cũng đã cởi mở hơn, nên mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên thân thiết nhanh chóng, quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thường xuyên trao đổi để đi tới những quyết định thống nhất. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Bính Ngọ 1966, Tết 2024 âm lịch. Theo dõi vận trình tử vi 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Bính Ngọ có khởi đầu năm mới với những dấu hiệu tích cực trên phương diện sự nghiệp, nhờ có sự trợ giúp của cục diện tam hợp. Bạn có thể tự nhận ra rằng mình bắt tay vào công việc gì cũng đạt được sự thuận lợi đáng ngạc nhiên, dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, cũng sẽ đạt được thành tựu. Tất nhiên để có thể chạm tay vào điều mà mình mong muốn, bạn cũng vẫn sẽ phải cố gắng hết sức, bởi chẳng có thành công nào từ trên trời rơi xuống. Con giáp này cần nhắc nhở bản thân cần cù, chịu khó, quyết tâm khi đối diện với những sự cố bất ngờ, chớ nên cả thèm chóng chán. Muốn từ bỏ khi mới gặp phải khó khăn, làm được những điều ấy thì việc gặt hái thành quả sẽ nằm ngay trong tầm tay của bạn. Các mối quan hệ tốt đẹp cũng sẽ mang lại nhiều tác động tích cực cho vận trình của bạn. Xung quanh bạn luôn có những người đồng nghiệp tốt, những vị lãnh đạo sáng suốt sẵn sàng giúp đỡ bạn, nhìn thấy năng lực của bạn nên sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ vừa mang tính thử thách, vừa giúp củng cố vị trí của bạn. Do có nguyệt lệnh lâm thai chiếu mệnh, nên bản mệnh cũng cởi mở hơn trong lối suy nghĩ, bạn thường ham nghiên cứu, tìm tòi những điều mới mẻ, nhờ đó mà tìm ra con đường mới để phát triển bản thân. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận thông tin, bạn cần phải tiếp thu có chọn lọc, đừng nên nhẹ dạ cả tin, kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu, khiến bản thân muốn dứt mà không dứt ra được. Một số người cần phải nhắc nhở mình tập trung vào nhiệm vụ, không để dư âm Tết ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trí. Khi đã quay trở lại với guồng quay công việc, bạn không nên có những tư tưởng ăn chơi, hưởng thụ, được đến đâu hay đến đấy, khiến công việc trì trệ không phát triển. Xét phương diện tài lộc, tuổi Bính Ngọ 1966 Tết 2024 âm lịch. Xem tử vi Tết 2024 âm lịch của 12 con giáp chỉ ra rằng vận trình tài lộc của người tuổi Bính Ngọ cũng có những bước tiến đáng kể trong thời điểm này. Bạn gặt hái được những thành công đáng mong chờ, nhờ đó mà đồng tiền chảy về túi cũng nhiều hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Dưới ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác, nhờ thế mà việc ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi. Nếu muốn mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh cũng có thể tiến hành ngay trong lúc này, các nguồn thu nhập vẫn dư giả ngay cả khi mệnh chủ duy trì những công việc túc tắc, nhẹ nhàng. Ở tuổi 59,
Cô Bác tuổi Bính Ngọ 1966 đã lập quỹ dự phòng cho bản thân để luôn chủ động trong cuộc sống. Đến giai đoạn này thì mệnh chủ cũng đã sở hữu một khối tài sản đủ để an hưởng lúc về già. Bản mệnh còn được người thân con cái biếu tặng tài lộc để tri ân. Khi biết kiểm soát hợp lý quỹ tài chính, đồng tiền sẽ giúp đem lại hạnh phúc và an nhàn cho mệnh chủ. Bên cạnh đó chỉ cần chi tiêu hợp lý, tránh tiêu xài phung phí, mệnh chủ Bính Ngọ sẽ luôn cảm thấy an tâm và tự tin trong cuộc sống. Thời điểm này cũng là lúc mệnh chủ nên đầu tư nhiều hơn vào việc chăm sóc sức khỏe cho chính mình để cuộc sống vui vẻ, thảnh thơi. Đồng thời cô bác cũng nên dành thời gian học hỏi thêm những kiến thức mới, đồng thời tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm để tránh những khó khăn, thiệt hại kinh tế có thể xảy ra. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy, bạn nên nhìn thẳng vào thực tế chứ không nên mơ mộng quá mức, chỉ khi có cái nhìn khách quan, đúng đắn, bạn mới đưa ra được những kế hoạch chính xác, phù hợp với bản thân mình, giúp việc kiếm tiền trở nên thuận lợi. Trên phương diện chi tiêu, bạn nên nhắc nhở mình sống tiết kiệm hơn, đừng bỏ quá nhiều tiền cho các hoạt động vui chơi, hưởng thụ, kẻo túi tiền dù có rủng rỉnh đến mấy rồi cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Xét phương diện tình duyên tuổi Bính Ngọ 1966, Tết 2024 âm lịch. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của cô bác tuổi Bính Ngọ gắn kết yêu thương, sung vầy hạnh phúc, nếu mệnh chủ hạn chế nóng giận, biết lắng nghe, làm gương cho con cái, bình tĩnh để giải quyết vấn đề thì chuyện to cũng hóa nhỏ, không chỉ bản thân mà cả gia đình cùng được hưởng phúc lành. Dù là năm 2024 hay quãng thời gian về sau, hãy luôn yêu thương, thấu hiểu, bao dung cho con cháu và người thân, động viên thế hệ sau phát triển thì cô bác Bính Ngọ sẽ có một gia đình viên mãn, thịnh vượng. Xét phương diện sức khỏe tuổi Bính Ngọ 196 Tết 2024 âm lịch. Bước sang tuổi 59, cô bác tuổi Bính Ngọ cần quan tâm chăm sóc nhiều hơn đến xương khớp và khí huyết của bản thân. Hãy vận động phù hợp, ăn uống theo khoa học để luôn giữ chỉ số cơ thể ở mức khỏe mạnh. Không chỉ về thể chất, tinh thần mệnh chủ cũng cần được nuôi dưỡng để có một sức khỏe toàn diện. Gặp việc gì cũng suy nghĩ theo hướng tích cực, không ích kỷ, biết cho đi, đóng góp giá trị cho cộng đồng thì cuộc sống sẽ hạnh phúc và ý nghĩa. Quý vị thân mến, để năm 2024 âm lịch hanh thông, thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách dài hạn trong năm để cô bác có một năm mới bình an, may mắn. Cách làm tăng các tính của sao tốt trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng, bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. 2. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to, lục đục ly hôn khó hàn gắn. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự. Chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Quý vị thân mến, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi, chỉ là hiện tại sức khỏe vẫn còn tốt, đầu óc vẫn còn minh mẫn, nên ta cảm thấy mình hãy còn trẻ trung mà thôi, hãy thử ngẫm xem khi mình già đi, bạn nên làm gì trong chặng đường đời sau cùng ấy, giai đoạn 60, 70 tuổi, hãy tự biết thu xếp. Sau khi nghỉ hưu từ 60, 70 tuổi sức khỏe của bạn vẫn còn khá tốt, nếu có điều kiện, bạn thích ăn thứ gì thì hãy cứ nếm thử một chút, thích mặc thứ gì thì cứ mua về vài bộ, thích chơi thứ gì thì cứ thử xem sao, tất nhiên ngoại trừ những thứ xấu,
Đừng quá hà khắc với bản thân, bởi lẽ những ngày tháng như vậy không còn nhiều. Bạn hãy tranh thủ thời gian tận hưởng chúng. Bạn cũng cần học cách quán xuyến tiền bạc. Hãy giữ lại cho mình một căn phòng để ở, sắp xếp cho mình một con đường lui lại về sau. Con cái hiếu thuận là con cái ngoan, nhưng dẫu sự nghiệp của con cái có khởi sắc thì tiền bạc vẫn là của con cái. Bạn không từ chối việc chúng hỗ trợ kinh tế, cũng không từ chối chúng hiếu kính với mình, nhưng vẫn phải dựa vào chính mình để tự thu xếp ổn thỏa cho phần đời còn lại. Giai đoạn 70-80 tuổi, hãy giữ gìn sức khỏe. Sau tuổi 70, bạn vẫn có thể sống một cuộc đời bình yên, không tai ương hay bệnh tật. Đó là khoảng thời gian bạn vẫn có thể tự chăm sóc bản thân nên cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Nhưng bạn nhất thiết phải biết rằng lúc này mình thực sự đã già, sức khỏe và tinh thần cũng dần suy kiệt, phản ứng cũng ngày càng chậm hơn. Khi ấy bạn ăn cơm phải nhai chậm để tránh bị nghẹn, đi đường phải bước chậm để tránh bị ngã, không được thể hiện bản thân mình nữa. Phải biết tự lượng sức mình và chăm sóc bản thân, hãy thôi lo lắng bao đồng việc nọ việc kia. Quả thực đây là tâm bệnh chung của những người già, có người còn lo lắng cho cả con cháu ba đời. Bạn đã lo lắng cho người khác suốt cả cuộc đời rồi, giờ là lúc bạn cần nghỉ ngơi. Học cách buông tay và thuận theo tự nhiên, bạn chỉ cần chăm sóc cho bản thân mình thôi. Hãy làm mọi việc một cách thư thái, không cần quá câu nệ rằng mọi ngóc ngách trong nhà đều phải tinh tươm. Mọi chuyện đều phải hoàn hảo mà hãy để tâm hơn tới sức khỏe. Hãy kéo dài thêm thời gian tự chăm sóc mình, đừng nên làm lụng quá sức để phải đổ bệnh rồi lại chờ người khác đến chăm sóc mình. Giai đoạn 80-90 tuổi, chuẩn bị tinh thần thật tốt. Đến tuổi này nỗi khổ nào bạn cũng đã từng nếm trải, nên chắc hẳn chặng đường cuối cùng trong đời cũng sẽ trôi đi êm đềm. Lúc này sức khỏe của bạn không còn tốt nữa và đã phải cầu cứu tới người khác, nhất định bạn phải chuẩn bị tâm lý trước. Đa số mọi người đều không tránh khỏi quan ải này, bạn cần học cách điều chỉnh tốt tâm trạng của mình để có thể thích ứng nhanh nhất. Sinh, lão, bệnh, tử là chuyện thường tình trong đời người, vậy hãy cứ thản nhiên mà đối mặt với nó, đây chính là giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Không gì có thể khiến bạn sợ hãi cả, chỉ cần bạn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, mọi chuyện rồi sẽ nhẹ nhàng qua đi mà thôi. Tùy thuộc vào điều kiện và sở thích, bạn có thể vào viện dưỡng lão hoặc thuê người giúp việc chăm sóc ở nhà, nhưng có một nguyên tắc là bạn không được giày vò con cái. Bạn cũng đừng nên gây áp lực tâm lý, tạo thêm nhiều gánh nặng khác cho những đứa con của mình. Những gì có thể tự mình làm được thì bạn hãy cố gắng tự làm, đừng để con cái phải bận lòng. Giai đoạn sau tuổi 90, hãy dựa vào chính mình. Lúc này có thể đầu óc bạn vẫn còn minh mẫn, nhưng bệnh tật lại bám giết lấy mình, bạn đã không thể tự chăm sóc bản thân được nữa. Khi ấy bạn sẽ có đôi chút hụt hẫng, cảm thấy cuộc sống thật bế tắc, nhưng dù thế nào cũng vẫn phải dũng cảm đối mặt với cái chết. Hãy cứ coi như đó là sự khởi đầu một trang mới của kiếp người, đây chỉ là kết thúc của một hành trình cũ, cũng là bước khởi đầu của một hành trình mới mà thôi. Chẳng phải một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, vẫn luôn xoay vần như vậy hay sao? Cứ thuận theo mệnh trời không phải quá cưỡng cầu, mong đợi người nhà chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm cách chạy chữa cho bạn. Đừng để người thân và bè bạn phải thêm nhọc lòng, phiền muộn vì bạn, già rồi biết trông mong vào ai đây? Câu trả lời là chính mình và vẫn là chính mình, bốn việc cần chuẩn bị trước khi già đi. Cứ mỗi một ngày qua đi cuộc sống của ta lại bị rút ngắn thêm 24 giờ, có người nói, về già cần phải có ba điều tránh và một điều muốn. Tránh bị sét đánh, tránh bị cắm ống thở bình oxy, tránh phải phẫu thuật cắt ống khí quản và muốn chiếc quan tài. Người xưa nói, biết quản lý tiền bạc thì không nghèo, có kế hoạch thì không loạn, giỏi chuẩn bị thì không bận, là người cao tuổi. Phải chăng chúng ta cần chuẩn bị tốt hơn, chỉ cần chuẩn bị trước thì sau này bạn sẽ bớt phải lo lắng hơn, nhưng cụ thể ta cần chuẩn bị những gì? Việc đầu tiên chính là già mà vẫn khỏe. Ba việc đơn giản không phải đụng đến thuốc men mà vẫn đảm bảo sống khỏe chính là ăn đủ chất, chú ý giữ gìn sức khỏe và phải có sự tu dưỡng. Việc thứ hai cần chuẩn bị là một nơi ở khi về già. Nếu ở cùng con cháu mà phải sống một cuộc sống câm nín, nhẫn nhục để dung hòa sự khác biệt giữa các thế hệ, chi bằng bạn hãy ra ở riêng. Một mình hưởng thụ sự thanh thản, niềm vui đơn thân tuổi già, dẫu là nơi đô thành nhộn nhịp hay là vùng ngoại ô yên bình. Hãy sống ở nơi bạn cảm thấy phù hợp nhất với mình, nhưng phải nhớ là gần đó có nhà ăn mà bạn yêu thích, có một nơi thư thái để bạn dưỡng già. Việc thứ ba là kiếm tiền dưỡng già. Bạn đã nuôi con nên không còn tiền tiết kiệm để dưỡng già. Thực ra là cha là mẹ chúng ta cũng nên tự thân vận động, nên tự lo liệu cho mình lúc tuổi già. Bạn hãy tiết kiệm một khoản tiền để có thể làm những gì mình muốn, đi những nơi mình thích khi về già. Điều này cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Ngược lại con cái chúng ta còn bớt đi một phần lo toan khi gánh nặng cơm áo gạo tiền vốn đã rất áp lực trong cuộc sống hiện đại này. Bạn đã nuôi con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho chúng,
cũng đã coi như làm tròn trách nhiệm của người làm cha làm mẹ với con cái mình. Nên số tiền dưỡng già nhất định nên phải có một khoản cho mình, khi chưa vào quan tài thì bạn cũng chưa cần phải phân chia cho ai cả. Việc thứ tư là tìm cho mình những người bạn già. Hãy mở rộng lòng mình, kết thêm nhiều thiện duyên hơn nữa. Đây cũng là một bí quyết hưởng thụ cuộc sống của những quý tộc đơn thân. Hình ảnh những đôi vợ chồng luôn yêu thương quấn quýt bên nhau từ thuở còn son tới khi đầu bạc răng long quả thực khiến rất nhiều người phải ngưỡng mộ. Nhưng nếu cuộc hôn nhân không được mỹ mãn như bạn mong muốn, thì hãy mỉm cười mà chấp nhận nó. Âu cũng là cái duyên cái nợ từ đời trước, con người cũng chỉ nên vâng mệnh trời mà thôi. Khi tâm hồn trống trải, ta mới cảm thấy cô đơn. Nhưng nếu bạn có thể lấp đầy trái tim ấy bằng tình yêu cuộc sống, bằng sự biết ơn và quan trọng nhất là tìm cho mình một tín ngưỡng chân chính cho tâm hồn nương tựa, bạn sẽ thấy hạnh phúc tới tận giây phút cuối đời. Có những điều lỗi thời, không hề đúng đắn, nhưng vẫn khiến nhiều người dao động. Nào là người ở thiên đường, tiền ở ngân hàng, sống một mình rất cô đơn. Di rồi sẽ không có người chăm sóc, bạn phải nhận thức rõ rằng tiền tài chỉ là vật ngoài thân, danh lợi chỉ là hư ảo trong chốc lát, trải nghiệm cuộc sống mới là toàn bộ kiếp người. Nếu buộc phải trải qua những tháng ngày cuối đời một mình, hãy làm một người độc thân vui vẻ, chẳng phải có câu rằng, đời người hai lần trẻ con đó sao, khi còn thơ bé chúng ta rất ngây ngô, trong sáng, chẳng truy cầu, chẳng phiền muộn, tới khi bạc đầu, khi đã nhìn thấu sự đời, chúng ta lại học được cách buông bỏ, ít truy cầu, ít buồn khổ, như vậy chẳng phải ta lại hồn nhiên như một đứa trẻ hay sao? Trước khi bạn già, hãy chuẩn bị cho mình một sức khỏe tốt, một khoản tiền, những ngày tháng rảnh rỗi, những người bạn tốt. Một không gian dành riêng cho mình và một tín ngưỡng chân chính mang lại sự bình yên trong tâm hồn của bạn nhé. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.